giây phút của số phận đang đến. Màn kịch cuối cùng sẽ mở ra. Nơi áp lực tạo ra những huyền thoại. Nắm bắt từng khoảnh khắc hoặc để nó tuột khỏi tay. Mỗi người là một vai diễn định mệnh trong một vở kịch đầy bí ẩn. Bước vào lịch sử, tiến ra trời Âu hoặc giành lấy chức vô địch. Đây là giải Ngoại hạng Anh trên cả cổng.